Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 50.000 tốc cần có kỳ là Joule God. Thì con này chạy trên nền tảng của Binance Smart Chain, hệ sinh thái của Z nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mở link form nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter và retweet nè các bạn. Thì các bạn theo dõi nè. Về xuống đây các bạn việc like nè. Các bạn copy hashtag này nè các bạn. Các bạn chỉ chẳng như tờ quýt nè. Các bạn dán hashtag đó vào và tăng 2-3 người bạn mình vào tất cả các bạn. Phan các bạn để cho mình chút xíu bạn. Rồi các bạn tờ quýt lại thôi. Rồi bạn mới đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn mở link phong qua lại. Các bạn cho anh xào kênh Telegram nhóm chat nữa nè. Rồi trên Telegram các bạn cho anh xào kênh các bạn. Không có gấp cha các bạn ơi. Rồi các bạn bắt đắp lại nha các bạn. Bạn mở link phong qua lại. Tiếp tục thì các bạn điền lời username tại Twitter các bạn đã xôn xào nha các bạn. Đã follow các bạn. Các bạn bỏ phía nữa hết chính nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn gửi là một cái link retweet. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cặp bên cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn lướt xuống nè, các bạn chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết cái bài các bạn đã tự quýt nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn dán lên retweet cho đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram nha các bạn. Rồi thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cặp bên cùng nè, nhấp vào setting nè. Các bạn copy username Telegram ở chỗ này nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Bạn dán điện username của mình vào nè, account anh 123456. Rồi tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ Binance Smart Chain Bet 20 thì bạn gửi địa chỉ chocolate của mình ra nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ Binance Smart Chain của mình vào nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục cái mã ghép này các bạn điền giùm mình là @anh 1234 anh 3 số 1 anh 3 số 1 3 số 2 mình đã để phần link mô tả dưới video các bạn. Rồi các bạn bấm gọi là xong. Ok vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 50.000 tập cần có nhiều là Joule God. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.